tên gọi là bố và mẹ của gia đình anh chị em chúng tôi, là cụ bà Hoàng Thị Thêm, sinh năm 1924, cụ sinh ra và lớn lên tại mảnh đất quê hương mẹ hiền của thôn Thống Nhất, xã Thổ Dĩ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Cụ là hội viên trong chi hội người cao tuổi, là hội viên hội phụ nữ, sinh hoạt tại chi hội thôn Thống Nhất, xã Thổ Dĩ, huyện Tiên Lữ, quê nhà. Trải qua một thời gian, cụ bà Hoàng Thị Thêm đã lâm bệnh tuổi già, mặc dù đã được gia đình, anh em con cháu đã tận tình lân cận thuốc thang, kết hợp cùng với y bác sĩ đã hết lòng chăm sóc và cứu chữa. Sau khi do độ tuổi cao, bệnh tuổi già, thuốc đã không thắng được bệnh không thắng được mệnh trời. Cụ bà Hoàng Thị Thêm đã không qua khỏi và đã chốt thế thở cuối cùng vào hồi 11:30 vào tối ngày hôm qua, ngày 27/7/2022, nhà ngày 29/6 năm Nhâm Dần. Cụ bà Hoàng Thị Thêm hưởng thọ 99 tuổi. Gia đình cùng dòng họ và ban tăng lễ tổ chức long trọng buổi lễ cơm liệm, nhập quan, cầu kinh, cầu siêu cho chân linh của cụ bà Hoàng Thị Thêm về nơi an nghỉ cuối cùng, được tổ chức trọng thể tại nhà riêng vào hồi 9:05 sáng ngày hôm nay, là ngày 28/7/2022, nhà ngày 30/6 Nhâm Dần. Gia đình cùng dòng họ tổ chức lễ cúng viếng bắt đầu vào hồi 10:00 cùng ngày và tổ chức lắp chặt buổi lễ di quan, buổi lễ tế đô và an táng thi hài của cụ bà Hoàng Thị Thêm về nơi an nghỉ cuối cùng, được tổ chức trọng thể tại nhà riêng vào hồi 6:05 sáng ngày mai, ngày 29/7/2022, nhà ngày 1/7 của mùa hạ năm Nhâm Dần. Buổi lễ di quan tiễn đưa và an táng thi hài của cụ bà Hoàng Thị Thêm về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân quê nhà, nghĩa trang thôn Thống Nhất, xã Thổ Dĩ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Về ban tang lễ và gia đình chúng tôi xin trân trọng kính báo và đến mời tới toàn thể các quý vị đại biểu đại diện cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể của xã Thổ Dĩ quê nhà, ban công tác mặt trận, ban tang lễ, nhân dân, cán bộ thôn Thống Nhất cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các em, các chị với tình cảm là tình dòng dòng họ nội họ ngoại, các bậc tình nghĩa gia đình thân gia liên gia và họ hàng thân bằng cố hữu gần xa, các giả la tiên đáo quý phật tử của chùa Thống Nhất quê nhà cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, các quý vị đại biểu tân quý khách gần xa và bà con trong lối xóm xa gần, khi sớm lửa gần nghề quê sớm bên gia đình cụ, bên các con, các cháu của cụ, các cô chú sinh sống, công tác và làm việc. Nhận được tin buồn này, hãy có chút thời gian vàng ngọc trở về gia đình các chủ chúng tôi ăn trầu uống nước để dự buổi lễ cơm liệm và nhập quan với chân linh của cụ và mẹ của gia đình anh chị em chúng tôi, là cụ bà Hoàng Thị Thêm, được về nơi an nghỉ cuối cùng, được trang nghiêm chỉnh trọng chuẩn bị được bắt đầu. Vậy ban tang lễ và gia đình chúng tôi xin trình trọng kính báo và kính mời thay lời gia đình các chủ đã lời cho trưởng an đoàn ban hậu cùng toàn thể anh em con cháu của cụ xin trình trọng kính báo và kính mời.
Thank you.
cờ âm dương quân lợi là tư chi thần trai chủ hiếu tử đào mặc đào và đức hậu gặp bà đào văn đông hôn tử trần thị hoa trương thị thanh gặp đức tử và đào thị nế đào thị ngọt đào thị hiền đào thị tuyết đào thị bích đế tử là trần là văn là sinh gặp bà ngọt quang a toàn trần là mạnh nhà sinh đoàn là ngọc bà hiếm nguyễn gia văn thanh chính tôn là đào đức thủ đào ngọc huynh đào hồng phúc đào thị hiền hồng đào và văn na hiếu đào và thị hường đào và thị thiên trần là thị nam đào và văn dương đào và văn khải đào thị trang đào thảo liên gặp sát tôn đào đức liên đào và trương anh hiệp đồng xuất chúng tử tôn nam hôn quốc tế nội ngoại các cháu chất đồng siêu vô quyết đảng trình chỉ cờ bì thái nguyên nhân tầm liên lục nguyệt tam thập nhật tý thời có bất hạnh sở bị hiển dị thân báo đức là hoàng thị thêm hốt hùng không may bệnh bột tử vong đồng ra quyết đảng trai chủ đã có thành thân tiền điện lễ vật hương hoa tăng trà quả thực kim đơn lễ vật có tiền thủy trạc lưu trị khu tại gia xứ thành thân tiến lễ cáo biết các quan thần linh thổ địa tại bản xứ và các vua chân linh gia tiên để làm lễ phật mộc khâm niệm cho vong linh cờ âm dương quân đội là thơ chúng thần đệ tử xin cung thỉnh quan lương cai bản xứ hậu thổ linh kỳ nguyên quân chúa đẻ chi thần thị hiền cung thỉnh quan cảm gia bổ sung đông chủ tức mạnh áp phủ thần quan chi thần thị hiền gặp biệt thị các quan thần linh thổ địa tại bản xứ và bà xin cung thỉnh gia tiên đào tập trường thượng định đại tổ tiên đẳng đẳng các chư vị chân linh gia tiên từ thượng tổ chí huyền tôn đẳng đẳng các chư hương hồn lai lâm chất đạt bản đàn phụ sư miễn hưởng chứng minh công đức bảo hộ xuất chúng tử tôn đồng chiêu vô kiến đảng thành tâm thiết lễ cáo biết các quan thần linh thổ địa tại bản xứ và các chư chân linh gia tiên để làm lễ phật mộc công niệm cho vong linh cờ vong linh hồn dĩ nhập xác dĩ nhập quan để an táng vong linh các chiêu đắc độ bảo hộ xuất chúng tử tôn đồng chiêu môn kiến đảng ra các khánh để được thiên cảm tất các quan thần linh thổ địa đạt bản xứ và các chiêu chân linh gia tiên thành tâm hiến cúng vong linh là phù di sinh hiệu gia thất ký sản sinh tầm chi là tử khi quan quách thuật vi căn số chi thứ thử vọng giả sinh tại cao trường chi lâm giá tử văn minh chi trì chi kim và trường chi sơ dĩ cầm thiên tâm giao viễn tuế nguyệt chi hạ hữu quân hữu dương việt thời chi trung hữu hồ hữu sát động tác chi thời đàn nữ hướng phạm phi quỷ quan quách an táng vong linh trường hữu lãnh năng thăng mạch ác cô thê trì mộc hô mộc kiến đại hao tiểu hao trùng tam trùng phục sứ phù thái lịch sở tam khẩu giả đặng thận kiến hô việt thơ liên kiến việt sát nhật thực thời hô kiến kiến tử hại cập si nhân lê thẩm mộc giả sinh vu thạch giao chi ga trực vu thảo mộc chi trung tam xích tài cao thần chú tài hoặc chí xa bà giới nội hoặc hữu lãnh năng thăng mạch ác ngô thê trì nội điện giám linh kiệm bình kim vị quan quách an táng trong linh tiên hữu pháp cư trường thừa đế lực giả sát phật ngư ngưỡng cáo chư phật bồ tát thiên địa thần kỳ ngũ vương ngũ đế tứ trị công đào thổ địa linh quang nguyện thân triệu thỉnh các giám hương viên khắp tỷ ý trợ giả sát phật ngư hung thần tốc xuất an táng cho vong linh chính hồn thân bổng là hoàng thị nhà thêm được các siêu đắc độ bảo hộ xuất chúng tử tôn đồng dương môn kiến đẳng kết họ kết trang sở hữu phi nghi lô đân thượng Đệ nhị
chảm địa lương văn giả đắc sinh thiên đệ tam chảm bọc vương hung chúng cứ tha vương văn giả được tiêu sinh tinh đầu ra biến thọ bạch thiên trường các thứ thiên thu vạn vạn tuế. Sắc thế tôn văn thuyết hà thần chi quỷ hữu tác bọc vương tại xã hành quốc chung bản bình nay không thủ bọc hữu văn hồ vĩ bọc hữu quả hiền tâm hữu thích ca phật tổ nam hữu di đà phật vương bắc hữu di lạc tôn phật tây hữu tỳ đức chính phật đồng thủy tiếp dẫn hoan hỷ nhất tâm bản quy sơn xạ phong giả an cư cấp cấp như loạn lạnh đạo văn đồ quả hiền chân bồ tát cư trừ các chúng ta giả sai cấp cấp tâm như văn chủ quả hiền chân bồ tát cư trừ các chúng ta giả sai cấp cấp sắc dư hòa dương dương dẫn phóng hào quang từ hài hát hết hà thần cảm đấm hà quỷ cảm đang thiên thần tẩu tán văn quỷ thêm hình cấp cấp như đoạn lạnh sắc đốt đông vương cứu trừ hoặc tinh hung thần tóc sắc sa đốt nam phương cứ trừ hỏa tinh hung thần tóc sắc sa đốt tây phương cứ trừ kim tinh hung thần tóc sắc sa đốt bắc phương cứ trừ thủy tinh hung thần tóc sắc sa đốt trung ương cứ trừ thổ tinh cảm chúng các chương thần cầm niên trùng tang việt trùng tang việt trùng tang thời trùng tang giữ danh năng danh lực danh trung danh đại cập thái dương mật nhật đẳng chúng các chương thần xuất hỏi tài tác xuất giờ không niệm nhập quan với phong tục của người Việt Nam ta, đây là giờ phút có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, bởi đây là khoảnh khắc người thân bước sang một thế giới mới xa khác hoàn toàn của vũ trụ thần linh, để rồi một mai khi cốt người thân sẽ hóa về nơi cát bụi hoang sơ. Chính vì vậy mà lúc này ai cũng muốn có mặt để được nhìn dung mạo thân thương, để rồi ngày mai ngày kia mãi mãi chia xa. Vậy là mẹ đã khuất thật rồi ư, còn đâu gặp lại dáng người ngày xưa. Quặn lòng đau những tái tê, cảnh sao hoang vắng cảnh quê u sầu. Mẹ ơi mẹ vội đi đâu, để con chưa nói hết câu giã từ. Mẹ đã biết thật rồi ư, bàng hoàng đau buốt như từ chiên tai. Sông sâu vực thẳm trời cao, hồn mẹ đang ở nơi nào mẹ ơi? Khóc than dẫu đập đất trời, cũng không thấu đặt lòng người biệt ly. Từ đây mẹ mãi ra đi, cháu con còn biết lấy gì đền ơn? Đớn đau chìm giữa khói hương, tái tê nức nở sầu khóc người. Sinh tư tử tán, sống ở cõi trần, cụ sống vui cùng gia đình con cháu. Nay cụ mãn cảnh trần về nơi cõi thọ, tìm gặp các bậc gia tiên thuở trước, các con trai gái dâu dẻo
xin được lo phần hậu sự cho mẹ. Theo gia lễ gọi là một chút đáp đền công sinh thành của mẹ. Sơn Hải Cao Thâm. Thank you.
Sau đây chúng tôi xin mời ông Đào Văn Kỳ đại diện cho hoàng gia tộc nên phát đàn trong quan trọng. Được phép thay mặt gia đình Đào tộc nay cụ 250 về già, thay mặt gia đình đến phát đàn cho anh em con cháu của cụ. Giờ phát đàn bắt đầu. Giờ lần lượt đọc tên ai thì người đến đấy đại diện một gia đình của con cháu cụ lên. Bắt đầu đấy. Ông Đào Văn Hậu, Linh Nhật Tha. Sau khi các gia đình nhận ra xong thì ta tiến hành giao tiếp ngoài mặt luôn. Gia đình nào xong là ta mặc luôn. Các con trai con gái cùng các con dâu con rể của mẹ, có lẽ các con chưa nghĩ đến những công việc đại sự phải lo khi mẹ già về cõi. Vậy mà giờ đây các con đang phải đón nhận những tấm áo thụng khăn xô, tóc chế đầu tang, toàn da khăn trắng ngang đầu, sân nhà trắng toát một màu tóc tang. Nhận khăn áo dạng bàng hoàng, nghĩa ân cố phụ ngập tràn lòng con. Các con những mong ngày thêm rộng, tháng thêm dài, để một mai được phụng dưỡng đáp đền công mẹ sinh cao vời vợi. Các con đâu có ngờ giờ đây lại sớm phải mang những vành khăn tang nặng thương nặng nhớ. Ôi than ôi gió thổi nhà thung, mây u sầu về che cõi tử, dáng hình người một mai vắng vẻ. Đây là nỗi thương, nỗi đau không gì bù đắp nổi. Đối với con cháu trong gia đình, đối với bà con trong thân tộc, nội ngoại đôi bên. Than ôi gió thổi nhà huyên, mây che núi vĩ, dung mạo mẹ một mai vắng vẻ, bão xô cây nghĩ lại ngậm ngùi tay. Âm dương từ nay đôi ngà xa vời, mây phủ núi trông càng mau mắn nhé. Sương bay chớp lóe, bạch vân nghi ngút cõi phù sinh, nến tỏa hương thơm án tỏa hắt hiu đồ sự tử. Thật đau xót lắm thay, trồi huyên gió bẻ, cõi trăm năm sao khéo hẹp hòi. Cơ một phút đời sao mong mắn nhé. Xuân lai tử, con những mong ngày thêm rộng, tháng thêm dài, để được phụng dưỡng mẹ bỏ công ơn, cơm nặng áo dày. Đồ thôi y đâu đã lạ lùng thay, càng cắm cảnh khi đầu tang tóc chế. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cao đông đô. Cô ai thơ hoàng thị hề đại hạn lâm trùng hướng họ chín chín tuổi đường tử tôn huynh đệ đồng tam ngôn nên rằng chín nhật mỹ hiếu hạnh phúc thơ cảnh dĩ hương đăng phủ hữu thanh trước phẩm vật chi tám kiều cao trường nam đạo văn hầu hỗn tự chánh thị hoa thứ nam đạo văn đông hỗn tự chánh thị thanh nữ tự đạo thị đêm nữ tự đạo thị ngọt kế tự Đoàn Văn Diệu Nữ Tư Đạo Thị Hiền Tế Tư Trần Mạnh Trình Nữ Tư Đạo Thị Nhất Tế Tư Ngũ Quang Toàn Nữ Tư Đạo Thị Mít Tế Tư Trần Văn Thái Nối Tôn Đạo Đức Thu, Đạo Ngọc Quỳnh, Đạo Hồng Phúc, Nội Tôn, Đạo Viên Hồng, Đạo Văn Lược, Đạo Văn Phai, Nội Tôn, Đạo Thảo Nguyên, Đạo Thảo Tràng, Ngoại Tôn, Nguyễn Văn Tơn, Nguyễn Văn Thu, Trần Văn Hoàng, Đoàn Văn Hồi, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Huy Hằng, Nguyễn Văn Đạt, Trần Văn Chiến, Trần Thị Hai, Đạo Quang Tuấn, Ngũ Quang Toàn, Đoàn Văn Thị, Đoàn Thị Hào, Nguyễn Văn Đạt. Hiền đệ hoàng quý thị thiên quân được ninh quả học mà than rằng thả nôi cũng nên lượng thương cũ vui đổ về kia làm chi độc địa hơi trời thả nôi vật nổi sao đời vì bằng chẳng quyết xa cách thầy đạo hóa đã văn chỉ nên nỗi lòng còn cấu đau đớn kỷ đức phủ nao được linh hóa hốc thang đề đừng cho nồng trẻ tình cha mẹ còn cấu đơn việt nay đang cũng đã thăm đủ trên bày bệnh phục cũng nghe đi nhớ mẹ xưa đi mẹ thào người lượn trên kinh trong họ ngoài nàng kẻ nến người yêu trưởng cây hoán tiên đời cho họ hướng chi mục một trăm kể đến công an vũ mương kia một trẻ buồn trường đẹp cày một nhà sinh họp giới cho sông đủ ba vạn sâu ngàn ngày để con được để hơi chí tháng kẻ đau mang nặng xưa ngôi cơ độc xưa bao không được nhờ đề dốc hơi tàn ấm cung hà cảnh nay âm hương kia lẻ đôi đường, đã rằng khách nạp vỡ tàng nghiệp,
xa nơi yên một đất, hồn bay hàng vẫn biết đâu định thở mà về. Dẫu hốc văn an dài điểm đấu cho đầy, dẫu sớm kéo tôi vội cũng nổi giọt. Thôi đành thôi mẹ ơi, tự tin mình của mày ơi, một ngày không ngờ tiếc, một ngày không nghi. Lưỡi thèm ăn lượt đổi căn tô, lũ cháu đàn con chim cúc ruột cầm ngủ rồi. Nước ninh hòa áo thâm đồi náo trăng, để lúc trời bạch nhất hai hàng nẻ hàng đầm địa. Tha nổi thân phụ mẫu đi đâu hội bàn đi mây, trời cao thảm thiết muôn phần. Thương người đất mong ngàn thu mấy xe núi hổ cho tu tha ai. Thân phụ mẫu bỏ nơi cần thế, sống cuốn chết tiếng trên linh và xin chứng nồng con. Ngày thơ ngũ dân cũng nồng thành, thơ ngũ sớm cơm chèn canh đại diệu ngọt. Đền ơn nơi thôi vàng vàng xây vùng. Con kính mẹ, con kính mẹ, cõi vĩnh hằng thiếu thoát vùi trần hai. Chốn linh thiêng mẹ phù hộ cháu con, thanh nhân khỏe mạnh an lành, trong thanh bình, trong hạnh phúc bao la. Thank you.
càng làm việc tiêu mọi chung hiến nghệ nghệ chú ta sở Thank you.
đây này hết. Chúng tôi có gì sơ sót phải mong gia đình của các cụ cầu các bà nghĩa thân cho thì hết. Cùng tôi, gia đình tôi, cùng con cháu chân thành cảm ơn bộ thế của hoàng tộc thì hết. Theo là con cháu anh em bắt đầu trở về thiên tam những nghĩa vụ đầu tiên là nghĩa vụ của đào tộc. Mời nghĩa vụ của đào tộc vào làm lễ để các cụ các ông các bà cùng các bác anh các chị đại diện cho dòng họ Lợi tộc đào tộc Trai Tiên. Với tình cảm anh chị em con cháu đất cỏ của ông khi nhận được tin của bà Hoàng Thị Thêm là hôn tử của dòng họ đào tộc nay đã 20 trăm tuổi ra đi về với tổ tiên. Nhận được tin này, dòng họ Lợi tộc đào tộc Trai Tiên trở về đủ đông bên án tiền của cụ, đặt vòng hoa thương xót, thắp nén nhang trầm kính viếng hương linh của cụ và chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng với toàn thể tăng gia. Xin trân trọng giới thiệu kính mời ông Đào Công Kỳ, trưởng tộc dòng họ Đào Trai Tiên vào đặt vòng hoa làm lễ dâng hương kính viếng chia sẻ của cụ và chia sẻ xin trân trọng kính mời đoàn. Con thấy cổ quân thân tình chào tặng lời thật và nước chuyển mãi mãi dẫn cho kinh giới đạo kỳ chơi con rất ơn ngay với có tàu thường với tình đào tộc con tiếp thức vô cùng học hoa tư đến các chồng để thân phận lời thực hiện nguyện cầu quân con linh hồn của cụ Hoàng Thị Thêm hôn tử của dòng họ đào tộc được sớm về miền cực lạc Tây Phương. Tình anh em con cháu đào tộc Trai Tiên về đây đặt vòng hoa sơn hương cầu chúc cho cụ được hưởng ngàn năm du dương nơi Thái Bình. Kính thưa cụ Hoàng Thị Thêm, kính thưa gia đình trang chủ, hôm nay cụ 20 năm về già, anh em con cháu tất cả dòng họ đào đã có hướng như thơm trở về trước linh sàng của cụ được thắp có vòng hoa và nén nhang thơm tới linh sàng của cụ để thắp hương thích giúp cụ ra đi. Xin phép gia đình hiếu chủ toàn bộ con cháu trong họ có một phút tưởng niệm với cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Xin mời tất cả anh chị em con cháu họ đi vào trong quan tài thắp cho cụ một nén nhang lần lượt từ đấy. Hoàng tổ chức lễ tang trên sân trọng kính mời đoàn lễ viếng tiếp theo là của toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng các bác anh các chị đại diện cho dòng họ ngoại tộc Hoàng tộc Trai Tiên. Với tình cảm anh chị em con cháu của cụ bà Hoàng Thị Thêm khi nhận được tin người thân trong dòng họ Hoàng tộc đã trăm tuổi, cây cao bóng cả nay đã đổ ngả về với cội nguồn, về với tổ tiên, về nơi cửa Phật. Với tình cảm này, đoàn công viên của cụ xin trân trọng kính mời. Thank you.
chúc các cụ thọ hưởng làm trong chung chung nơi thái bình để thắp hương để anh con này di chuyển nguyện cầu mong con linh hồn của cụ trở về địa phương là tây phương. Em cử em con cháu hoàng tộc về đây đặt vòng hoa dâng hương cầu chúc các cụ được hưởng ngàn năm du dương nơi thái bình. Trước khi hoàng hàn đế cúng kiếm phụ hoàng thì thêm cho đề nghị toàn thể các cụ công các bà toàn thành viên trong dòng họ hoàng tộc đứng lên để làm lễ cúng viếng hương hồn cụ hoàng thị thêm. Kính đưa hương hồn cụ hoàng thị thêm, kính đưa ban tang lễ cùng gia đình tang quyến cụ hoàng thị thêm là con gái của dòng họ hoàng tộc cuộc đời thứ 13. Cụ sau một thời gian lâm bệnh nặng, dù cụ đã được các con, các cháu cùng gia đình nội ngoại và tập thể giáo sư y bác sĩ hết lòng tận tâm chăm sóc và cứu chữa. Nhưng vì cụ tuổi cao, bệnh nặng nên cụ đã ra đi về cõi vĩnh hằng cùng với tiên tổ. Với cái tấm lòng của cụ dành cho dòng tộc họ hoàng tộc Che Tiên, hôm nay họ hoàng tộc Che Tiên có sửa nén nhang trầm bằng hoa tươi và cây nến sáng đến trước là để kính viếng vong linh hồn của cụ, sau là chia buồn cùng với toàn thể gia đình, và trước giờ phút sinh nghi tử biệt toàn thể dòng họ hoàng tộc Che Tiên kính kính chúc hương hồn cụ về nơi suối vàng cùng với tiên tổ được yên giấc ngủ ngàn thu. Và sau đây tôi đề nghị toàn thể dòng họ hoàng tộc Che Tiên để một phút tưởng niệm, phút tưởng niệm bắt đầu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà trong hoàng tộc, hôm nay chúng tôi 250 về già đã được sự chăm lo nhiệt tình của các cụ, các ông trong họ hoàng để làm lễ phát tang và lại tiếp tục lễ viếng tiếp theo trước linh thàng của chúng tôi. Thay mặt gia đình hiếu chủ anh em chúng tôi trước tiên xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị trong hoàng tộc. Và ngày mai cũng như thường là cũng như là ý kiến của anh em con cháu trong gia đình, cũng kính mong các cụ, các ông, các bà trong hoàng tộc cũng cùng anh em trong dòng tộc chúng tôi chăm lo và phục vụ tang lễ của mẹ và phụ chúng tôi. Tôi thay mặt gia đình xin có lời cảm ơn hoàng tộc. Xin mời kính thưa hương hồn cụ hoàng thị thêm, kính thưa ban tang lễ cùng gia đình tang quyến cụ hoàng thị thêm là con gái của dòng họ hoàng tộc cuộc đời thứ 13, cũng là con gái của hoàng phái ba phái ông già. Cụ sau một thời gian năm bảy ngàn dù đã được các con, các cháu, gia đình ngồi ngoài cùng tập thể giáo sư y bác sĩ hết lòng tận tâm chăm sóc và cứu chữa. Nhưng vì cụ tuổi cao sức yếu nên cụ đã ra đi về cùng với tiên tổ. Hoàng phái nhận được tin này vô cùng thương tiếc. Hoàng phái có sửa nén nhang trầm vòng hoa tươi và cây nến sáng đến trước là để kính viếng vong linh hồn của cụ, sau là chia buồn cùng với toàn thể gia đình. Trước giờ phút sinh nghi tử biệt, toàn thể
các ông, các bà, các con, các cháu của dòng phái ba, phái ông giá xin được để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Vâng, thay mặt gia đình hiếu thủ cảm ơn các cụ các ông trong dòng họ Hoàng từ chi phái tổ cụ. Chúng tôi hôm nay đã về có nén nhang vòng hoa kính viếng linh hồn của chúng tôi. Thay mặt gia đình hiếu thủ cũng kính mời các ông các bà theo dòng họ trở vào thắp nhang anh ra nhà cho chúng tôi và cùng anh em đào tập chúng tôi theo lo ngày tăng lễ của chúng tôi và chúng yêu Chúa long thân để đi về thôi thì mời các ông. Để tưởng nhớ tới người bác, người bà, người cụ trước lúc đi xa, cho anh chị em chúng con cùng là các cháu xót xa tĩnh tâm để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Bắt đầu. Bạn thân mến, thay lời gia đình các chủ, đã lời cho
trưởng Nam Đào Văn Hậu cùng các con trai gái rể dâu của cụ xin đa tạ cảm ơn tấm lòng quý báu của gia đình ông bà, mời đoàn trở ra phòng trà ăn sống lúc để gia đình đón tiếp và cảm ơn xin trân trọng kính mời. Tổng thống đại diện cho lạc Tây Phương, trưởng đấu đại diện cho cán bộ, trong nhân viên của đội quản lý thị trường số 1 cục quản lý thị trường Phúc Yên về đây là hồng hoa xuân hương tổ chức cho cụ được hưởng ngàn năm du dương nơi Thái Bình. Kính thưa chân linh của cụ kính quý, thưa toàn thể gia đình, thật bùi ngùi xót xa nay chúng cháu đại diện cho cán bộ công nhân viên của đội quản lý thị trường số 1 cục quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, lời anh thủ là cháu của cụ đang công tác và làm việc. Nay chúng cháu nhận được tin cụ đã 250 tuổi ra đi về với tổ tiên ẩn bóng nương tựa nơi cửa Phật. Với tình cảm này chúng cháu đã trở về đủ đông chức di ảnh của cụ đặt vòng hoa thương xót thắp nén nhang trầm kính viếng hương linh của cụ và bày tỏ lòng xót xa này cùng với toàn thể tăng gia để tưởng nhớ cụ trước lúc đi xa. Cho chúng cháu xin xót xa tinh tâm, xin dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm được bắt đầu. Chủ đã lời cho trưởng Nam Đào Văn Hậu cùng các con các cháu của cụ, nhất là anh thủ là cháu của cụ xin cảm ơn quý đoàn. Mời đoàn có chút thời gian vàng ngọc vào lúc 5:45 sáng ngày mai trở lại gia đình chúng tôi ăn trống nước để tiến đưa cụ bà mẹ của gia đình chúng tôi được về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây kính mời quý đoàn trở ra phòng tang nước, xin trân trọng cảm ơn. Và thiết cùng với tôn toàn để thay cho lời vinh điển nguyện cầu mong con linh hồn của cụ được sớm về biển Cực Lạc Tây Phương. Hai gia đình chúng con cùng các cháu các thất về đây đặt vòng hoa sân hương cầu chúc cho cụ được hưởng ngàn năm du dương nơi Thái Bình. Thưa chân linh của cụ kính quý, thưa toàn thể gia đình chúng con là thọ là nghĩa cùng toàn thể các cháu các thất thật bùi ngùi xót xa khi nhận được tin cụ nay đã 250 tuổi về với tổ tiên. Với tình cảm này, bạn đã trở về bên án tiền tình anh chị em con cháu về đây đặt vòng hoa thắp nén nhang trầm kính viếng hương linh của người chị, người bác, người bà, người cụ lần cuối và chiều trang để tưởng nhớ tới người chị, người bác, người bà, người cụ trước lúc đi xa. Cho chúng em cùng là các cháu xót xa thinh tâm xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Bạn thân mến, thầy lễ gia đình các chủ đã lời cho trưởng Nam Đào Văn Hậu cùng các con trai gái rể dâu của cụ thêm xin đa tạ cảm ơn tấm lòng quý báu của gia đình cụ.
còn nữa, anh em chú cháu là cảnh này hiếu hoa ở khu phố Ba Hàng về đây dân hương xót xa tế tâm, xin dành một phút bạc liệu tù. Phút bạc liệu được bắt đầu. Bằng tâm lễ thay lời gia đình trang chủ xin ghi nhận ý kiến. Nay các con các cháu của gia đình ông bà Phòng, ông bà Trường với tình cảm là những người cháu người chất của cụ, khi đón nhận được tin cụ nay đã 250 tuổi ra đi về hầu với tổ tiên, với tình cảm này các cháu trở về đủ công nguyên án tiền của cụ sở lệnh nhắc trần mở đến sáng ngành quả tươi kính viễn hôn tin của cụ lần cuối và chịu tăng để tưởng nhớ cụ ra đi không còn nữa, để tỏ lòng thành kính tiếc thương vô hạn cho toàn thể các cháu các chất của cụ xót xa tinh thần, dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Bằng tâm lý thay lời gia đình các chủ đất này cho trưởng nam Đào Văn Hậu cùng các con trai gái rể dâu của cụ nhà xin cảm ơn công các bà các bác anh các chị đã về đây làm lễ thắp nhang kính viếng cụ và chịu tăng. Với tình cảm này mong đoàn mỗi người một nén nhang trầm đi vào trong nhà trong tân phần nhang vĩnh biệt cụ lần cuối, sau đó trở ra phòng trà ăn chấu nước để tiếp tục. Kính thưa chân linh của người thím Hoàng Thị Thêm, thưa toàn thể gia đình, thật bồi hồi xót xa nay anh chị em chúng con cùng các cháu đại diện cho các con trai gái rể dâu của bố mẹ Thêm nay đón nhận được tin người thím, người bà, người cụ đã 250 tuổi ra đi về hầu với tổ tiên. Với tình cảm này anh chị em chúng con cùng là các cháu các chất đã trở về trước di ảnh của cụ, dâng lễ nhang trầm kính viếng hương linh của cụ và chịu tang để tưởng nhớ cụ ra đi không còn nữa, để tỏ lòng thiết thương vô hạn cho anh chị em chúng con cùng là các cháu xót xa, xin để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lời cho trưởng nam Đào Văn Hậu cùng các con trai gái rể dâu của cụ nhà xin cảm ơn công các bà các bác các anh các chị là những người cháu người chất của cụ đã về đây làm lễ thắp nhang và chịu tang. Với tình cảm này mời đoàn mỗi người một nén nhang trầm đi vào trong nhà trong bên linh cứu của cụ, dân cần nhang vĩnh biệt người thím người bà người cụ lần cuối, sau đó trở ra phòng tang uống nước để tiếp tục lo toan công việc cùng với tăng gia. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính mời.
ra đi không còn nữa, cháu là Bùi Đức Nhật về đây dâng hương xuất xa tính tâm, dành một phút bảo niệm cổ. Phút bảo niệm bắt đầu. Để biết của gia đình ông, mời ông nhận giả ra cả trạng nước để gia đình ông tiếp. Tập thể gia đình, chị em chúng con đại diện cho hội đồng ngũ là những người con gái của quê hương đất mẹ hiền, thôn thống nhất xã Thổ Xí, lên đường nhập ngũ cùng với bà Cao Thị Hiền, Đào Thị Hiền là con gái của cụ. Về với đời thường, tình nghĩa chị em vui buồn đều chia sẻ có nhau. Nay chị em chúng con đón nhận được tin cổ là thân mẫu sinh ra bà Hiền là con gái của cụ, là tình đồng ngũ đồng đội với chúng con. Nay cụ đã trăm tuổi ra đi về với tổ tiên, với tình cảm này chị em chúng con trở về thân án tiền của cụ, sở lệnh nhân thân chuẩn đế mỏng tấm lòng thành nhảy quả phương. Chị em chúng con về tiệu về thân án tiền của cụ, dâng lễ nhân thân kính đến thông tin của cụ, mọi bày tỏ lòng chia sẻ nỗi đau thương mất mát này cùng với tăng gia. Để tưởng nhớ cụ ra đi không còn nữa, chúng con xin xót xa tính tâm để dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Để vĩnh biệt người chị ra đi không còn nữa, gia đình em là Vũ Trọng Thủy về đây dân hương xót xa chia sẻ. Bà em trong cảnh đau đầu và đỡ thương rồi để hương để sầu cho các cháu ngoài bắt chấp có tù là tù ông. Thương thương đinh cũ bồi hồi xót xa, giờ đây các cháu trai, cháu gái, cháu dâu, cháu rể ngoài thôn cùng các chất nhỏ dài ngây thơ cỏ cổ, giờ đây các cháu các chất đã tề tiểu về trước di ảnh thân thương cỏ cổ dâng lén nhang trầm, mà giờ đây các cháu đứng trước án tiền nghĩ rằng công lao to lớn của bà có cụ đã sinh ra người mẹ người bà của các cháu các chất bàn rời. Nay bà ơi cụ ơi, cụ đã thời thác về với tổ tiên, mà giờ đây các cháu các chất về trước án tiền dâng lén nhang trầm, nghẹn ngào khóc chẳng được lên lời, chỉ biết dâng lén nhang trầm chắp tay cúi đầu bái kiết người bà người cụ lần cuối và chịu tăng quốc bái kiết được bắt đầu. Sau khi các cháu trai gái rể dâu ngoại tôn cùng các chất cỏ cổ đã dâng tuần nhang vĩnh biệt người bà người cụ lần cuối và chịu tang, mời các cháu các chất cỏ cổ mỗi người một nén nhang tròn. Bà ơi cổ ơi mới đây đã
bạn đi chơi xa về hầu nơi tiên cầu, các cháu trở về chốt án tiền dân phần nhang vĩnh biệt cụ lần cuối và chịu tang. Xin mời đoàn vào làm lễ sân hương kính viếng hương linh tổ cụ. Sau tầm nhang máy yết cụ lần cuối, xin mời con các bác. Hoàng thị thêm kính quý, thưa toàn thể gia đình, chúng cháu đại diện cho ban lãnh đạo, giám đốc, cán bộ, công đoàn, công nhân viên của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Xanh, tình mật thiết cùng với các con các cháu của cụ đang công tác và làm việc. Nay nhận được tin cụ ở nơi quê nhà đã trăm tuổi ra đi về với tổ tiên ẩn bóng nương tựa nơi cửa Phật. Với tình cảm này, chúng cháu đại diện cho công ty đã trở về bên di ảnh của cụ, sở lễ tân nhang vòng hoa tươi ngọn đến sáng, thầy tiểu về đây dâng đến nhang thần kính viếng hương linh của cụ và bày tỏ lòng chia sẻ nỗi đau thương này cùng với toàn thể tham gia để tưởng nhớ cụ trước lúc đi xa, cho đoàn của chúng cháu xót xa để dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Bạn thân mến, thầy gia đình trang chủ đã lời cho trưởng nam đào văn hậu cùng các con trai gái rể dâu và các cháu của cụ xin cảm ơn quý đoàn. Và một lần nữa các bạn chào nước để gia đình đón tiếp và cảm ơn, xin trân trọng kính mời. Chúng con chúng cháu đông vui hai nhà, lớp này cụ lại vội đi xa, để cho các con các cháu hai nhà tiếp thương về đây dâng một tuần hương mà tỏ lòng thành kính sẻ chia nỗi sầu. Kính thưa hương linh của cụ, kính quý thưa toàn thể gia đình, gia đình chúng con ở quê hương huyện Kim Động, Hưng Yên, với tình cảm gia đình chúng con với gia đình ông bà Toàn Ngọt là con gái con rể của cụ, là hai gia đình tình nghĩa thông gia nuôi con chung chồng với chung, thật bồi hồi xót xa nay gia đình anh chị em chúng con cùng các cháu nhận được tin cụ nay đã 20 trăm tuổi về với tổ tiên. Với tình cảm này, đại gia đình chúng con cùng anh chị em con cháu trở về trước di ảnh của cụ, sở lễ nhang trầm ngọn nến sáng kính viếng cụ và chia sẻ nỗi đau thương này cùng với tăng gia, để tưởng nhớ cụ ra đi không còn nữa, cho gia đình anh chị em chúng con cùng là các cháu xót xa, xin để dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Bạn thân mến, thầy gia đình các tổ đã lời cho trưởng nam cùng các con trai gái rể dâu của cụ, nhất là vợ chồng ông bà Toàn Ngọt, con gái con rể của cụ xin cảm ơn gia đình ông bà cùng các ông các bà các bác các anh các chị, mời đoàn trở ra bàn trà nước, xin trân trọng cảm ơn. Mà hương trầm thì hoa lén cháu xin cúi đầu bái con. Thưa hương linh của cụ, thưa toàn thể gia đình, thật bồi hồi xót xa khi các cháu các chất của cụ ở nơi xa đất khách quê người Hòa Bình đón nhận được điện báo tin buồn cụ ở nơi quê nhà nay đã trăm tuổi về già ra đi về với tổ tiên. Với tình cảm này, anh chị em chúng con cùng các cháu từ ở Hòa Bình đã trở về chất án tiền vào cụ, sở lễ nhang trầm ngọn nến sáng nền quả tư, về đây dân lễ nhang thơm với biệt cụ lần cuối và chủ tăng, để tưởng nhớ cụ trước lúc ra đi, đoàn xin để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Bạn thân mến, thay lời gia đình các chủ, nói lời cho các con trai gái rể dâu của cụ nhà xin cảm ơn con có bà có bác canh các chị là những người cháu của cụ.
phố thương nơi Thái Bình. Kính thưa hương linh của người chị, người bác, người bà Hoàng Thị Thêm, thưa toàn thể gia đình. Gia đình chúng em là Hoàng Thị Sẵn cùng các con trai gái rể đâu và các cháu thật buồn ngồi xót xa nay người chị, người bác đã đi xa về với tổ tiên. Gia đình em cùng các cháu đã trở về tết án tiền sống đến nhau chồng phụng viếng và chia sẻ nỗi đau thương cùng với toàn thể tham gia. Để tưởng nhớ tới người chị, người bác, người bà, người cụ trước lúc đi xa cho đại gia đình chúng em là Hoàng Thị Sẵn cùng các cháu xót xa tinh tâm để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Bằng thân kính thay lời gia đình các tổ đỡ lời cho các con trai cái rể dâu của cụ nhà xin đa tạ cảm ơn gia đình cụ cùng ông các bà các bác với tình cảm này đoàn mỗi người một nén nhang trầm đi vào trong nhà trong kinh đi cứu của người chị người bác người thưa gia đình của cụ bà Hoàng Thị Thêm kính quý, thưa toàn thể gia đình, thật buồn ngồi xót xa. Nay anh chị em chú cháu nhận được tin cụ đã xa đi về với tổ tiên. Với tình cảm này đoàn đã trở về với án tiền sân dần nhang kính viếng hương linh của cụ. Để tưởng nhớ cụ trước lúc đi xa, đoàn xin xót xa tinh tâm để một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Bạn thân mến, thầy gia đình các tổ rất lời cho trưởng nam Đào Văn Hậu cùng các con trai cái rể dâu của cụ xin cảm ơn công các bạn các bác đã về đây với cụ và vừa đoàn chút thời gian và ngọc vào lúc 5:45 sáng ngày mai trở lại gia đình uống nước để dựng buổi lễ xin quan tiễn đưa cụ ra nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây vừa đoàn chào các bạn chào rất xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa hương linh của cụ, thưa toàn thể gia đình, thật buồn ngủ xót xa. Nay gia đình chúng con là cậy cùng các con các cháu và cũng với tình cảm tình thân ta với cháu cậy của cụ nhận được tin này cũng có sở lễ nhang thơ đi cùng đoàn về đây dâng nén nhang trầm kính viếng hương linh của cụ và bày tỏ lòng chia sẻ nỗi đau thương này cùng với toàn thể tham gia để tưởng nhớ cụ trước lúc đi xa cho gia đình cháu cậy cùng với thông gia với cháu của cụ và các cháu các chất xin xuất xa tinh tâm để dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Bạn thân mến, thầy gia đình các tổ đã lời chất phẩm nam Đào Văn Hậu cùng các con trai gái rể dâu của cụ đã tạ cảm ơn gia đình ông bà cùng các ông các bà thông gia anh chị em chúng cháu cùng các cháu đại diện cho toàn thể các con trai gái rể dâu cùng các cháu của gia đình cụ Lãnh ở khu phố Ba Hàng. Nay nhận được tin cụ đã xa đi về hầu với tổ tiên về nơi cửa Phật. Với tình cảm này anh chị em chúng con cùng là các cháu trở về chúc sức ảnh của cụ dâng lễ nhang trầm phúng viếng và bày tỏ lòng chia sẻ nỗi xót xa này cùng với toàn thể tham gia để tưởng nhớ cụ trước lúc đi xa và xin để dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Tổ đã lời cho trưởng nam Đào Văn Hậu cùng các con trai gái rể dâu của cụ nhà xin cảm ơn công các bà các bác và mời đoàn bước chút thời gian và ngọc vào lúc 5:45 sáng ngày mai mời đoàn trở lại gia đình an cháu đức để tiến đưa cụ ra nơi an nghỉ cuối cùng xin trân trọng cảm ơn. Sau đây mời đoàn trở lại chào đức xin trân trọng kính mời. Chúng ta chúc cháu bên trong hai nhà lớn lên cụ này cụ chúng ta để cho các con các cháu hai nhà chúc phương về đây dâng một cẩm hương tỏ lòng thành kính sẻ chia nỗi sầu. Bạn tăng lễ thay lời gia đình các chủ rất lời cho trưởng nam Đào Văn Hậu cùng các con trai gái rể dâu và cụ xin cảm ơn công các bà các bác anh các chị đã không quản ngại đường xá xa xôi từ ở Thái Nguyên về đây dâng hương phúng viếng cụ và mời đoàn trở các bạn già ăn chầu nước xin trân trọng cảm ơn.
Kính thưa chân linh của cụ bà Hoàng Thị Thêm kính quý, thưa toàn thể gia đình, thật bồi hồi xót xa anh chị em chúng con đại diện cho toàn thể các con trai gái rể dâu cùng các cháu các chất của gia đình bố mẹ Thiệp, với tình cảm cha mẹ của anh chị em chúng con là những người em của bác. Thật bồi hồi xót xa nhận được tin này, chúng cháu đã trở về trước di ảnh của người bác, người bà, người cụ thân thương, dâng phần hương vĩnh biệt và chịu tang. Để tưởng nhớ tới người bác, người bà, người cụ trước lúc đi xa, anh chị em chúng cháu về đây đặt vòng hoa sân hương xót xa tế tâm để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm được bắt đầu. Các tổ những lời cho trưởng nam đào văn hậu thứ nam đào văn đông cùng các con gái rể dâu của cụ xin đa tạ cảm ơn công các bà các bác các chị là những người cháu người tất của cụ đã về đây đặt vòng hoa chúc mừng và trưởng tang với tình cảm mong đoàn chờ ăn chầu uống nước ở lại cùng với gia đình để chung tay trông nom công việc cùng với tăng gia. 6 giờ sáng ngày mai toàn thể nhân dân cán bộ thôn nhà tiến đưa cụ bà Hoàng Thị Thêm ra nơi an nghỉ cuối cùng, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa hương hồn cụ, kính thưa gia đình tăng chủ, kính thưa các cụ dâu các bà, được tin cụ mãi mãi đi xa về cùng tiên tổ, chị em chúng cháu trong câu lạc bộ ca trù thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa và cũng là chị em bạn cùng công tác và hoạt động trong câu lạc bộ ca trù của cô Hiền là con gái của cụ, chúng cháu có sửa nén hương thơm đến để kính viếng hương hồn cụ. Trước giờ phút chia đi vĩnh biệt, chị em chúng cháu không biết nói gì, chỉ biết kính chúc cụ về nơi tiên tổ, nơi suối vàng yên giấc ngàn thu, và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia quyến. Trước giờ phút chia đi, chúng cháu xin phép được một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Bản đại diện tiếp theo ban thanh lễ xin trân trọng kính mời là cụ nghĩa thân tha chung con chung cháu đông vui hai nhà lỡ này cụ lại ngồi đi xa để cho các con các cháu hai nhà tiếp thương về đây đặt vòng hoa sang một tròn hương mà tỏ lòng thành kính sẻ chia nỗi sầu. Kính thưa chân linh của cụ kính quý, thưa toàn thể gia đình chúng con là tỉnh thông gia, chúng con chúng cháu với vợ chồng ông bà Hậu Hoa là con trai trưởng dâu trưởng của cụ nay nhận được tin cụ đã ra đi về với tổ tiên, gia đình chúng con cùng anh chị em con cháu chắc của cụ đã trở về đủ công thức di ảnh của cụ đặt vòng hoa tươi sở lên nhang trầm bước chân hồng ngọn đến sáng cúng giếng cụ và chia sẻ nỗi xót xa này cùng với tăng gia. Đời tưởng nhớ cụ trước lúc đi xa cho gia đình anh chị em chúng con cùng các cháu các chất của cụ xót xa tĩnh tâm dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Bạn thân mến, thay gia đình các tổ đã lời cho vợ chồng ông bà Hậu Hoa là con trai trưởng dâu trưởng của cụ cùng các con trai gái rể dâu của cụ nhà xin cảm ơn tấm lòng biết ơn của các ông các bà các bác em các chị. Mời đoàn chở các bạn trà ăn chầu nước vào lúc 6 giờ sáng ngày mai, mong đoàn. Bạn lễ tăng thay lời gia đình các chủ đã lời cho các con trai gái rể dâu của cụ nhà, nhất là con gái đào của cụ xin cảm ơn bà thúc. Mời bà chở các bàn trà uống nước để gia đình được đón tiếp và có lời cảm ơn. Xin trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thưa hương hồn cụ Hoàng Thị Thêm, kính thưa ban tang lễ và gia đình tăng quyến, thưa toàn thể tổ gia, được tin cụ Hoàng Thị Thêm 250 về quy ẩn tổ tiên. Lúc sinh thời cụ là hội viên hội người cao tuổi thôn Thống Nhất. Được tin đâu vừa này, đoàn đại biểu đại diện cho các cụ, các ông, các bà ở chi hội người cao tuổi thôn Thống Nhất về đây mang vòng hoa tươi, nắm nhang thơm đến trước linh sàng kính tiếng hương hồn cụ và chia buồn sâu sắc đến với gia đình để tưởng nhớ đến cụ, vĩnh biệt cụ về nơi Bồng Lai tiên cảnh an giấc ngàn thu. Đoàn xin để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, đại diện cho ban chấp hành, cán bộ, hội viên, chi hội người cao tuổi thôn Thống Nhất đất mẹ hiền quê nhà. Sau khi đón nhận được tin cụ bà Hoàng Thị Thêm đã suốt 99 năm qua gắn bó trên mảnh đất quê hương mẹ hiền cỏ thôn Thống Nhất, nay phủ đã 250 năm bảy tuổi già ra đi về với tổ tiên. Với tình cảm này, hội người cao tuổi thôn nhà đã trở về đủ đông bên án tiền của cụ, đặt vòng hoa tươi, thắp nén nhang trầm cung viếng và các lời chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn này cùng với toàn thể tăng gia. Ban lễ tang thay lời gia đình tăng chủ đã lời cho trưởng nam Đào Văn Hậu cùng các con trai gái rể dâu của cụ Thêm xin đa tạ cảm ơn các cụ, các ông, các bà và mời đoàn bước chút thời gian vàng ngọc vào lúc 5:45 sáng ngày mai. Mời đoàn trở lại gia đình ăn chầu nước để 6:00 dự buổi lễ di quan tiến đưa an táng cụ bà Hoàng Thị Thêm được về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Sau đây mời các cụ, các ông, các bà trở ra bàn trà uống nước để gia đình đón tiếp và cảm ơn. Xin trân trọng kính mời đoàn. Lần đầu kính chào lúc tử sinh, hội đồng ngũ cùng với ông trinh tế tử cỏ cổ chúng con về đây đặt vòng hoa viếng vong linh, nhang đến hương hoa lòng thành kính, hai hàng châu lệ nước biệt ly. Kính thưa hương hồn cụ, kính thưa gia đình tăng chủ, kính thưa các cụ, các ông, các bà, hôm nay anh em chú cháu là bạn đồng ngũ với ông trinh là con rể của cụ nhận được tin cụ 250 về già, chúng cháu có nén hương thơm, có vòng hoa tươi cùng các nghi lễ khác đến để được xin kính viếng hương hồn cụ và chia buồn với cùng toàn thể gia đình. Cụ ơi, trước giờ phút chia ly đau thương âm dương cách biệt này, chúng cháu cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết xin kính chúc hương hồn cụ về nơi suối bà an giấc ngủ ngàn thu để tưởng nhớ, và cũng là xin vĩnh biệt cụ. Chúng cháu xin dành một phút mặc niệm để vĩnh biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Bạn là thần lễ thay lời gia đình tăng chủ đã lời cho trưởng nam Đào Văn Hậu cùng các con trai gái rể dâu của cụ nhà, nhất là ông Trinh, bà Hiền là con gái con rể của cụ. Xin cảm ơn các ông các bà đại diện cho hội đồng ngũ đã về đây đặt vòng hoa viếng cụ nhà. Mời đoàn bước chút thời gian và gặp vào lúc 5:45 sáng ngày mai. Đoàn trở lại gia đình ăn chầu nước để 6:00 sự buổi lễ di quan tiến đưa an táng cụ bà mẹ của gia đình anh chị em chúng tôi được về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây kính mời đoàn trở ra bàn trà nước, xin trân trọng cảm ơn. Đoàn cùng các cháu ngày nay phải thủ thành trên đầu giúp trận bệnh thăm tang lễ nhân thơm gia đình chúng em cùng các cháu để thay cho lời vĩnh biệt nguyện cầu mong vong linh hồn chị tôi về miền cực lạc Tây Phương, để vĩnh biệt người chị, người bác, người bà thân thương xa đi không còn nữa. Gia đình chúng em là phòng cùng các cháu ở khu phố Ba Hàng về đây dân hương xót xa tinh tâm, xin để dành một phút mặc niệm người chị, người bác, người bà lần cuối. Phút mặc niệm bắt đầu. Bằng thân lễ thay lời gia đình tăng
chỗ đã đầy cho trưởng nam đào văn hậu cùng các con trai gái rể dâu và cụ xin đang cảm ơn gia đình cụ phòng cùng các cụ các ông các bà các bác mời đoàn trở ra phòng tang ăn chầu nước ở lại chung tay trông nom công việc cùng với đăng gia xin trân trọng cảm ơn. Để tưởng nhớ cụ ra đi không còn nữa, chị em chúng cháu là trông về đây dân hương xót xa để dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Bằng tâm lý thế này, gia đình các tổ xin ghi nhận ý kiến của các bạn. Mời đoàn trở ra phòng trào nước xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa chân linh của người chị, người bác, người bà kính quý, thưa toàn thể gia đình, thật buồn ngủ xót xa nay gia đình chúng em là tân cùng là các cháu nhận được tin người chị, người bác nay đã trăm tuổi đi xa về với tổ tiên. Với tình cảm chị em, gia đình chúng em cùng các cháu trở về bên án tiền sân lén nhâm chồng vĩnh biệt người chị, người bác, người bà lần cuối. Để thầm nhớ cụ ra đi không còn nữa, đoàn xin xót xa để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Các chủ đã lời cho trưởng nam đào văn hậu cùng các con trai gái rể dâu phục vụ thêm xin đã đa các đến hương hoa đồng thành kính hai hàng chung mẹ lúc biệt ly lễ nhân trần để thay cho lời vĩnh biệt nguyện cầu mong mong linh hồn của cụ được sớm về biển cực lạc tây phương. Đoàn và chúng tôi về đây đặt vòng hoa dâng hương cầu chúc cho cụ được hưởng ngàn năm xu thương nơi thái bình. Kính thưa chân linh của cụ kính quý, thưa tập thể gia đình, các buổi ngồi xót xa, hội tín lễ đình làng, cỏ thân thống nhất đất mẹ hiền, đón nhận đợt tin cổ, nay đã 20 năm bảy tuổi già, ra đi về với tổ tiên. Với tình cảm này là đã trở về đủ tâm bên di ảnh của cụ, đặt vòng hoa thư thọc lễ nhang trần, kính viếng hương linh của cụ, và bày tỏ lòng xót xa này cùng với toàn thể tham gia, để tưởng nhớ cụ trước lúc đi xa. Hội tín lễ đình làng thôn thống nhất xót xa, tính tâm xin để dành một phút mặc niệm cụ, phút mặc niệm bắt đầu. Các chủ đã lời cho trưởng nam đào văn hậu cùng các con trai gái rể dâu của cụ thêm xin đa tạ cảm ơn các cụ công các bà đại diện cho hội tín lễ đình làng đã về đây đặt bỏ hoa viếng thăm. Mời đoàn có chút thời gian và ngọc vào lúc 5:45 sáng ngày mai đoàn trở lại gia đình ăn chầu nước để 6 giờ tiễn đưa cụ thêm ra nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây mời đoàn trở ra mặt trận nước xin đa tạ cảm ơn đoàn đến tiếp theo ban đấy. Để tưởng nhớ cụ ra đi không còn nữa, anh chị em chúng cháu là Lâm, Quyết, Sáu ở khu phố Ba Hàng là những người cháu của cụ về đây dâng nến nhang trần kính biệt cụ lần cuối và trụ tang. Để tưởng nhớ cụ trước lúc đi xa, chúng con xót xa tế tâm để dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Bằng tâm lý thay lời gia đình các tổ đã lời cho trưởng nam đào văn hậu cùng các con trai gái rể dâu của cụ xin cảm ơn các ông các bà và mời đoàn trở ra mặt trạng ăn chầu nước ở lại cùng với gia đình để chung tay trông nom công việc cùng với tham gia xin trân trọng cảm ơn. Bạn đến phút tiếp theo ban tâm lý. Ơi thấy cụ ơi hội đồng liên năm kỳ sửu chúng ta đây là hội nghĩa tình lâm lưu kính trọng lúc tử sinh hội đồng liên kỳ sửu chúng con về đây ngồi xót xa. Này chị em chúng con là những người con thân yêu sinh ra và lớn lên tại mảnh đất quê hương thôn thống nhất đất mẹ hiền sinh vào năm 1949 năm kỷ sửu với tình đồng liên cùng với con cọc cổ thật đau xót khi chị em chúng con nhận được tin cổ nay đã 20 lâm bệnh tuổi già ra đi về với tổ tiên. Với tình cảm này chị em chúng con đã trở về trước án tiền cọc cổ dâng nén nhang trầm kính viếng hương linh của cụ và bày tỏ lòng chia sẻ nỗi đau thương sâu sắc này cùng với toàn thể tham gia để tưởng nhớ cụ trước lúc đi xa để tỏ lòng thành kính tiếc thương vô hạn cho chị em chúng con đại diện cho tuổi kỷ sửu 549 cùng với con của cụ xót xa tĩnh tâm bùi ngùi để dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu.
Bằng thần lễ thay lời gia đình các tổ đã lời cho trưởng nam Đào Văn Hậu cùng các con trai gái rể dâu của cụ nhà xin cảm ơn các bà và mời đoàn chở các bạn trà uống nước vào lúc lâm. Để thằng nhớ cụ ra đi không còn nữa, cháu là tỉnh đồng môn đồng học lớp 12A2 cùng với Phúc là cháu gái của cụ về đây bùi ngùi xót xa để dành một phút mặc niệm cụ trước lúc đi xa. Phút mặc niệm bắt đầu. Bạn là thằng ấy chú thay lời gia đình các chủ. Kính thưa hương linh của cụ, thưa toàn thể gia đình, thật buồn ngủ xót xa anh chị em chúng con nhận được tin cụ nay đã 250 tuổi về hầu với tổ tiên. Với tình cảm này, anh chị em chúng con trở về trước án tiền của cụ sửa nén nhang thơm ngọn nến trắng, chút nén mỏng tấm lòng thành nhành quả tươi, dâng tuần nhang cúng kính cụ và chia sẻ nỗi đau thương cùng với toàn thể tham gia. Để tưởng nhớ cụ trước lúc đi xa cho anh chị em chúng con cùng các cháu xin để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Bằng tâm lý thế hệ gia đình các tổ đã lời cho trưởng nam Đào Văn Hậu cùng các con trai gái rể dâu của cụ thêm xin cảm ơn câu các bà các bác và kính mời đoàn chờ ra bàn trà ăn chầu nước vào lúc 6 giờ sáng ngày mai. Mời đoàn thưa hương linh và người chị Hoàng Thị Thêm kính quý, thưa toàn thể gia đình chúng em là thắng cùng các cháu với tình cảm là những người em người cháu của chị thật xót xa. Khi gia đình chúng em cùng các cháu đón nhận được tin người chị người bác nay đã 100 tuổi đi xa về với tổ tiên, gia đình em cùng các cháu trở về trước án tiền sở lễ nhang thơm chút nén mỏng phúng viếng và trừ tang để tưởng nhớ tới người chị người bác trước lúc đi xa. Cho mẹ em, con chúng em xót xa tĩnh tâm để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm được bắt đầu. Bạn đã biết thề gia đình các tổ đã lời cho các con trai gái trong nhà tiếp thương về đây sân một tầng hương mở tỏ lòng là con gái và con rể của cụ. Khi đón nhận được tin cụ nay đã 100 tuổi ra đi về với tổ tiên, về nơi cửa Phật, gia đình anh chị em chúng con cùng các cháu trở về trước án tiền sở lễ nhang thơm chút nén mỏng phúng viếng hương linh của cụ và chia sẻ nỗi đau thương này cùng với toàn thể tham gia. Để tưởng nhớ cụ trước lúc đi xa cho gia đình chúng con cùng anh chị em con cháu xót xa tĩnh tâm để dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Bạn thân lấy thề gia đình các tổ đã lời cho trưởng nam Đào Văn Hậu cùng là con cái Đào và con rể của cụ. Trong trong giờ thực tế những năm xúc động này, mày đoàn những tăng khách dành ra phút mặc niệm với tiệc cụ xin được bắt đầu. Trong trận này của gia đình tăng tiến xin được chân thành cảm ơn và mày đoàn tăng khách. Kính chúng phong linh hương hồn cụ kinh quỳ về các anh linh hương hồn cụ chúng con là những người đồng ao quỳ trên xin thắp lẻ nhang thơm kính viếng cụ và gửi lời chúc buồn cùng toàn thể gia đình tăng quyến giờ phút đau thương ân dương ly biệt này và lễ biệt xin được một phút mặc niệm bệnh viện cụ. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Đến gia đình thông gia với con cái con rể của cụ có thần nhang thương kính viếng cụ và xin một phút mặc niệm vĩnh biệt cụ xin được bắt đầu. Một phút mặc niệm đã trôi qua, trò này của gia đình tăng quyến xin được đón nhận. Vô cùng thương tiếc cụ, mời đoàn lễ viếng dành giây phút mặc niệm
vinh biệt cổ xin được bắt đầu. Chuyện này của gia đình Tăng Tiến xin đón nhận lễ viếng và mời bằng lễ viếng trở ra bàn trà ăn chầu uống nước để xác định các mong bóng dáng cổ trên cõi thế gian này chỉ còn giây phút này thôi, mẹ luôn tưởng niệm trong ngày đau thương vui vinh điện cổ phúc mặc niệm xin được bắt đầu. Chuyện này có gia đình ban tang lễ xin chân thành cảm ơn và bằng lễ viếng trở ra bàn trà ăn chầu uống nước và để tiếp tục công việc tổ phụ cho đến khi kính thưa gia đình tam chủ, kính thưa vong linh cụ, hôm nay nhận được tin buồn cụ mãi mãi đi xa, tôi đại diện cho anh em là anh em với con rể cụ là ông Trần Thí Trinh cùng với các con thông gia với cụ. Có lẽ lương thương trước vong linh ở cụ, chúc cụ suối vàng mát mẻ ngàn thu. Để tưởng nhớ đến vong linh ở cụ, tôi xin đề nghị trong đoàn hãy bớt chút thời gian để một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Chúng con đây là hội nghĩa tình, lòng lưu kính trọng lúc tử sinh. Tập thể lớp chúng con về đây đặt vòng hoa viếng vong linh, nhang đến hương hoa lòng thành kính, hai hàng châu lệ lúc biệt ly. Kính thưa chân linh của cụ kính quý, thưa toàn thể gia đình, thật bồi ngồi xót xa. Lạy anh chị em chúng con, đón nhận được tin cụ đã 25 lâm bệnh tuổi già ra đi về với tổ tiên. Hội đồng môn liên khóa học 75-86 tình đồng môn đồng học cùng với ông Đào Văn Đông là con trai thứ của cụ. Nhận được tin này, chúng con đã tề tiểu đủ đông về thêm án tiền đặt vòng hoa thương xót, dâng nén nhang trầm cúng viếng hương linh của cụ và bày tỏ lòng chia sẻ lỗi xót xa này cùng với toàn thể tham gia. Để tưởng nhớ cụ trước lúc đi xa, cho tập thể lớp chúng con xót xa tĩnh tâm để dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Bằng tâm lễ thề lời gia đình trang chủ đã lời cho trưởng thứ năm Đào Văn Hậu và Đào Văn Đông cùng các con gái để có cụ.